Phá gì đó hả? Phá gì á? Mày đang sạc á? Sang đang sạc robot á. Chạy hả? Rồi, lấy đi, dùng cho mẹ coi, dùng thùng rác cho mẹ đi, dùng dùng thùng rác cho mẹ đi. Đây nè, đây nè, đây nè, đây nè, đây nè, dùng thùng rác đây nè. Rồi bỏ dùng cho mẹ đi. Đây 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 đây, chạy đâu xa vậy? Đâu hả? Trời ơi. Kỳ đâu? Kỳ đâu? Lên đựng kỳ cái không? Rồi mẹ bồng con lên đựng kỳ nha. Đi, lên lại đây mẹ bồng con lên đựng kỳ, lại đây. Dùng thùng rác đi con, đem dùng thùng rác cho mẹ đi. Đây mới dùng thùng rác cho mẹ đi. Chơi gì bá này? Chụp cho gọn nhà gọn cửa đi, nhà này chưa đủ, nhà chưa đủ bừa bộn hả chay? Rồi đây. Nhà này mà để dọn cái đống mà trên cái sofa này nó mới khỏe. Đi, đi dục dục rác đi. Rồi, cô chú coi cho ăn vải nha. À, mẹ mua vải gì cho em ăn đó. Ở đó cái đó đâu phải ăn vậy con. À, bật khoan nữa quên. Đây, để bàn tay xuống cho cô chú coi 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 neo đẹp nè đó. Ê chưa, để bàn tay xuống cho cô chú coi. Đó, sáng này mẹ đi supply, mẹ đi trời ơi, không có khâu cực, ghét cái máy này ghê thiệt. Để lên tay mẹ coi. Đó, cô chú thấy bàn tay em chưa? Sáng này mẹ đi mua đồ. Mua cái máy mình dẫn em lần đầu tiên đi vô cái chỗ mà bán đồ của neo quá trời ơi, nó thấy nước sơn quá trời luôn. Nè, khoe cô chú là nước sơn đâu, bằng tay đẹp đâu, tay đẹp đâu đó, cái vô sơn cho sơn sơn chay chay ngón này. Giờ mua mẹ ăn vải nha, con nó đi vải. Đây là sẽ lần lần là lần đầu tiên chay ăn vải nha cô chú. Quay gần gần chay chứ quay thấy mẹ ăn chị. Đã quá. À mẹ đi. Hả? Con tên gì? Hả? Mẹ đâu? Chỉ mẹ coi. Mẹ. Trời ơi, cái hỏi mẹ đâu chỉ mẹ coi mà cứ chỉ nó không. Mấy tuổi rồi? Chu. Chu hả? Chu. Trời ơi, chu chu. Ưng bi như bi. Sao không thấy giải sao? Ngon không? Này lấy ra ăn trái nữa nè, đó, để giữ 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 trái nữa đi chị cho nó. Ngon không? Phải có ngon không? Hả? Phải có ngon con, đứng đây ăn, đứng đây ăn đàng hoàng. Ăn ăn tùm rồi lên ghế ngồi, đứng ngoài lên ghế ngồi ăn đi, ghế ngồi. Ghế ngồi ăn đi. Đúng rồi. À. Thấy chưa, cô chú thấy em không? Ghê. Ghế ngồi ăn vải nè kia, thấy dữ không? Đó, ngon không? Trời ơi, cô biết ăn cơ kìa. Biết ăn ghê cho ta. Ăn coi chừng ăn nhã hộp đó nha con. Nha nha chưa? Dạ đi con. Giỏi. Thương bá trời thương luôn á. Cô chú con ngồi ghế nè. Hay mới mua cái ghế flamingo, tại vì em có cái đầm flamingo nên mẹ quyết định mẹ chọn cái ghế flamingo để mà mốt mặc cái đầm cái ngồi trên ghế. Thấy good idea không cô chú? Cô chú thấy hay không? Trời ơi, ăn hết trái vải rồi kìa. Nữa không? Thôi từ từ đi, ăn hết đi. Ăn xong đưa mẹ cái hộp nha. Ăn xong nhớ đưa cho mẹ cái hộp nha con. Bà mong rồi. Trời ơi. Rồi đưa cho mẹ cái hộp đi, đưa cho mẹ. Đúng rồi, mì, ăn trái nữa không? Ngồi xuống đi mẹ làm. Ngồi đàng hoàng mẹ làm trái nữa nha. Dạ đi con. Rồi trong chút nữa mẹ đút cơm cho con ăn nha. Con nó đi vải. Trời ơi, chay ăn được trái vải nha cô chú. Đó, à mẹ đi. Con nó đi vải. Dạ.
đâu rồi, cái hộp đâu rồi, cái hộp mới để ra mất tiêu. Ở đây nè. Đó, rồi ăn tiếp tục cho cô chú coi. Cho cô chú ăn miếng đi. Đó, cô chú ăn vải đi. Ăn vải này có nóng gì mà ta? Hả? Để chút mai mẹ hỏi bà ngoại cái ăn vải này có nóng không? Để mẹ biết đường mẹ cho ăn. Rồi mai bà xin ở nhà để mẹ kêu bà xin lột cho con ăn nha. Mà bà xin lột cho con ăn là bà xin phải ngồi kế bên con để cho coi chừng con nha. Không có được đưa cho con nguyên trái rồi để bỏ đi đâu đó. Đây, đưa đó cho mẹ đi, đưa đó cho mẹ, bỏ vô tay cho mẹ đi. Bà xin là dễ đưa con rồi bà xin bỏ đi lắm. Để mẹ phải dặn bà xin là con ăn cái vải này là phải ngồi kế bên con. Như mẹ đang ngồi kế bên con vậy nè. Ngon quá. Trời ơi, này sưng móng tay nữa, tôi chịu hết nổi. Điệu giống ai vậy tôi không biết. Mẹ là không có điệu quá nghe chay. Mẹ không có điệu một chút xíu nào đâu, con điệu giống ai. Điệu giống ai? Hả? Trời đất ơi, mới 18 tháng. Cái gì cũng cầm, cái gì cũng cầm, sơn móng tay hay có được đời không? Hay là nó thay đó 9 tháng nằm trong bụng mẹ là đi làm neo từ 9 tháng tới giờ. Chỗ đang hết cái thứ hai rồi. Nữa không? Nữa không? Đưa đây mẹ đem giục mà mẹ đi lấy trái khác nha. Đưa đây, bỏ vô. Trời ơi, thôi đừng ăn cái cùi đó không ngon, đừng ăn con. Để mẹ lấy cái khác. Ngồi đây, ngồi im đó. Ngồi im đó chào mẹ. Rồi, ngồi im đó nha chưa. Trời ơi, ăn này ngon dữ cho ta. Tôi chịu đầy nổi nó. Nè, cho cô chú nè. Không cho cô chú hả? Can we share? Sit down please. Sit down please. Rồi, à mẹ đi. Rồi. Tôi ngồi tôi lột vải cho nó mà nó cười. Ngon không? Hồi sáng này mẹ với Chay đi chợ để mua vải này cô chú. Gặp với cô kia. Không. Ôi sao chua dữ trời. Nó chua vậy sao ăn Chay, chua quá, trái này chua quá. Gặp với cô kia. Cô chạy lại cô nói Chay. Trời ơi, coi Chay nè, cô coi Chay trên YouTube nè. Rồi, ngon quá, cảm ơn con nha. Mấy giờ rồi? Ăn đi rồi nửa tiếng đồng hồ nữa mẹ cho ăn. Trời ơi, coi nè. Ba ngón lận, xưng ba ngón lận. Ngón này là, con ngón này là hơi bị chốc chốc rồi. Còn ngón này là cái màu, đây cho cô chú coi. Cái ngón này là cái màu ấy quá nè, không thấy. Bữa nào mày lấy màu đỏ với màu hồng mày sơn cho nó rực rỡ. Bữa nào mày bồng ra tiệm cho cô anh này sơn nè. Cho cô anh này với cô Hồng, dì Hồng sơn nè. Nha. Trời ơi, dì Hồng với dì anh này là xếp hàng đợi con sơ cho con sơ để sơn con đó. Nhớ không? Trời ơi, mấy dì ngoài tiệm cưng Chay lắm cô chú ơi. Chay ra tiệm, trời đất ơi. Trời ơi, dì Hồng nói sao? Dì Hồng nói là mốt là xếp hàng đợi Chay ra đêm mua mốt. Mẹ bồng con ra ngày thứ ba mẹ ốp á, mẹ bồng con ra đây cho dì Hồng sơn móng tay con nha. Nha. Trời, bà này chứ ai chứ bà ngồi im á, ai chứ là bà, là bà chịu ngồi im để sơn móng tay đó. Ngon ghê chưa cô chú, thấy ăn trái vải ăn ba trái ngon lành không? Thôi đúng rồi, cái hộp đưa mẹ. Ngon quá. Rồi thằng gà con gái thương mẹ ghê luôn á. Ngon quá. Rồi hết à. Đưa cho mẹ đi. Đưa cho mẹ học đi. Đưa cho mẹ cái học đấy. Rồi đây nè. Lấy khăn giấy chùi miệng. Đó, chùi miệng chùi tay đi. Đừng cầm cái hộp đó làm chi. Đó, giờ nó chơi đó. Và được đời nó chưa. Nó là hết sức lợi dụng của tôi đang chạy đó. Gì nữa? Ăn nữa hả? Nè, nói cho cô chú nghe nè. Ăn nữa không? Nữa hả? Ngon không? Ngon à, hôn mẹ miếng. Trời ơi, có vụ vừa hút mà vừa ở nữa. Nữa không?
Bây giờ tới giờ cho chay ăn cô chú ơi. Chay bây giờ hôm nay là chay ăn cơm. Ăn cơm chung với lại cái này nè. Hồi bữa mẹ chay cho cô chú coi cái hộp này, che mặt lại coi. Nhưng mà focus này đó, cái này là trong này là có cá nè, có mè nè, rồi có rong biển. Cái này là củ Nhật đó cô chú. Đó, cái anh chị nào mà có ở Mỹ á, nếu mà ở Michigan mà có ở Michigan đi chợ Kim Nhung á, có cái này nè. Mua về cho mấy cháu nó ăn cho nó đỡ ngán, thà mình cho nó ăn nước tương nước đồ á, cho nó ăn với cơm mình nó khoái lắm. Nè ăn miếng này coi. Không ăn hả? Xạo không à. Thổi đi. Rồi ăn đi, ăn cho cô chú coi đi. Mẹ chay ba cõi này chay. FaceTime ba nha. Well, hi baby Katie. How are you, honey? Who's this? Who's this? Ai đó? Ai đó? Con nói đi, ba. Ba? Is this ba? Ba đâu? Ba đâu? Mẹ, hai ba đi. Hello ba đi, hai ba đi. Hi Katie. Nói chuyện với ba đi. You won't see me tonight. I don't think she remembers. Rồi, để cho ba coi đang cơm. Cho ba nó coi nó đang cơm đó. Hả mẹ? Nó trời ơi, đút cơm cho ba ăn kìa. Thôi con ăn đi rồi đó, làm dơ điện thoại mẹ rồi đó. Đừng ăn mấy này. Đây đây đây, mẹ ăn cho. Điện thoại dơ, đúng không? Đúng rồi. Nè, say hi daddy. Hey, chị. Hả? Hi honey. Did you learn your ABCs and your 1-2-3s today? Rồi nói chuyện ba đi. Nói ba ơi. Hi honey, you miss me? Ê, cho ba con móng tay con đâu? Móng tay con đẹp đâu chị, cho ba coi coi. Baby, I don't think she misses me. Hả? I don't think she misses me. Why? Because I'm not a snack. Chạy đi. Okay, baby, I'm just looking at the ceiling now. Okay, here. Oh, à, bây giờ tới giờ phá của nó rồi nè, tao đập nè. Nói chuyện ba ơi. Daddy's got lots of snacks hidden all over the house for JD. Tính đi mà. Không ba kìa con. Hi baby Jade. Okay, nó có lo lắng gì ba nó đâu, coi có nó có toàn để coi iPad không à. Ok, bye bye ba đi kìa. Bye bye ba. Bye bye ba đi. Chạy đi, bye bye ba. Bye bye ba. Mi gió ba cái này, mi gió ba. Bye. Say I love you daddy. I love you. Baby, she just care about the iPad. I know. Bye baby. Bye bye. Love you baby. Love you too. Rồi, ba Công đi chợ trời mưa nha. Đi, ôm cổ lại nha. Ba Công nhìn lại quay. Đi chợ trời mưa, cái tôm cái tép đi đưa ba về. Đưa ba đến quán đường xa, đưa ba về tận ngõ trong nhà ba. Tiền bạc trong túi rơi rạc, bé chay nhặt được cha bà mua. Mua gì? Mua gì? Qua đây coi, mua gì? Rau. Bà Cồng đi chợ trời mưa, bé chay bé chấm đi đưa bà về.
Đưa ba đến quãng đường xa, đưa ba về tận ngõ trong nhà ba. Gì nữa? Đó, đồ ăn ở trong đó đó. Tiền ba trong túi rơi ra, bé chay nhặt được cha bà mua rau. Gọi xuống. Ôi trời ơi, gãy lưng tôi. Gãy lưng tôi. Gãy lưng tôi. Gãy lưng tôi.